Xin kính chào quý vị và các bạn. 24 giờ qua, các địa phương trên địa bàn tỉnh thời tiết đều duy trì ở trạng thái mây thay đổi, tối và đêm có mưa rào và rông rải rác. Lượng mưa phổ biến từ 10 đến 20 mm, ngày trời nóng khá oi bức, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ lúc 13 giờ trưa nay đo được dao động từ 35 đến 37 độ, tăng khoảng 1 độ so với trưa ngày hôm qua. 24 giờ tới, khu vực chịu ảnh hưởng của dãy áp thấp có trục qua Bắc Bộ nối với vùng áp thấp nóng phía Tây, phát triển mở rộng về phía đông đông nam nên thời tiết các khu vực trong tỉnh được dự báo là mưa thay đổi, tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét mưa đá và gió giật mạnh, ngày trời nắng nóng, có nơi nắng nóng gai gắt, gió đông nam cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 29 đến 30 độ, nhiệt độ cao nhất ngày từ 36 đến 37 độ cảnh báo chiều tối từ hôm nay đến 18 tháng 6, khu vực có mưa rào và rông. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét mưa đá và gió giật mạnh. Nắng nóng có khả năng kéo dài trong khoảng 8 đến 10 ngày tới. Bà con cần lưu ý, do ảnh hưởng của nắng nóng kết hợp với độ ẩm trong không khí giảm thấp, nên có nguy cơ xảy ra cháy nổ và hỏa hoạn ở khu vực dân cư có nhu cầu sử dụng điện tăng cao và nguy cơ xảy ra cháy rừng. Ngoài ra, nắng nóng còn có thể gây tình trạng mất nước, kiệt sức, đột quỵ do sốc nhiệt đối với cơ thể người khi tiếp xúc lâu với nền nhiệt độ cao. Cụ thể, dự báo cho từng khu vực như sau. Khu vực Đông Bắc tỉnh gồm thành phố Chí Linh, thị xã Kinh Môn, các huyện Kim Thành, Nam Sách và Thanh Hà. Mưa thay đổi tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét mưa đá và gió giật mạnh. Ngày trời nắng nóng, có nơi nắng nóng gai gắt. Gió Đông Nam cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ từ 29 đến 37 độ. Độ ẩm từ 60 đến 87% khu vực tây nam tỉnh gồm các huyện cẩm giang bình giang thanh miện gia lộc tứ kỳ và ninh giang mây thay đổi tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét mưa đá và gió giật mạnh ngày trời nắng nóng gió đông nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 30 đến 36 độ độ ẩm từ 60 đến 87% Khu vực thành phố Hải Dương mê thay đổi, tối và đêm có mưa rào và rông. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét mưa đá và gió giật mạnh. Ngày trời nắng nóng, gió đông nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 29 đến 38 độ, độ ẩm từ 60 đến 85%. Sau đây là thông tin thủy văn. 24 giờ qua, mực nước các sông xuống thấp và ở vào kỳ chiều kém. Mực nước lúc 7 giờ ngày hôm nay trên sông Thái Bình tại Phả Lại là 0,97 m Ngày mai, mực nước các sông biến đổi chậm và giác động theo ảnh hưởng của thủy chiều. Sông Thái Bình tại Phả Lại đỉnh chiều lúc 20 giờ 30 phút ở mức 1 m đến 1 m 10. Sông Gùa tại Bá Nha đỉnh chiều lúc 18 giờ 30 phút ở mức 0,60 m đến 0,70 m 70 và như thường lệ thì cuối bản tin sẽ là phần dự báo cho các khu vực trên cả nước trong đêm nay và ngày mai. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.